Có một câu hỏi, tại sao lại có sự đa dạng về sự sống? Câu trả lời sẽ là sự tiến hóa. Thuyết tiến hóa của Charles Darwin đã giải thích về việc các loài đã thích nghi và thay đổi như thế nào. Nó được coi là một thuyết mà bất cứ ai cũng đã biết, nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn, đó là tiến hóa diễn ra như thế nào? Giờ đây, khoa học hiện đại có thể trả lời được câu hỏi đó. Nó có thể tìm ra những cơ chế bí ẩn bên trong cơ thể của các sinh vật nhằm giải thích sự chuyển hóa kỳ diệu. Như loài chim có liên quan thế nào với loài khủng long? Tại sao loài cá một thời là tổ tiên của con người? Và trên hết, điều gì đã khiến chúng ta trở thành con người? Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về những điều mà Darwin chưa biết. Cây phả hệ của sự sống trên trái đất có một sự đa dạng tuyệt vời. Với hơn 9.000 loài chim, 350.000 loài bọ cánh cứng, 28.000 loài cá, 2 triệu loài sinh vật sống, thậm chí còn nhiều hơn thế. Và chúng ta chỉ là một trong số đó. Nhưng tại sao lại có sự đa dạng như vậy? Tại sao lại có nhiều loài cá, cũng như nhiều loài bọ cánh cứng như thế? Sự đa dạng về sự sống trên trái đất từ đâu mà có? Ngày nay, chúng ta đều đánh giá cao người đã đưa ra được câu trả lời. Đó là Darwin. Ông sinh ra từ 200 năm trước, và khoảng 150 năm trước, ông công bố một công trình mà sau đó được coi là nền tảng cho những hiểu biết của chúng ta về sự sống trên trái đất. Những gì Darwin muốn tìm hiểu là làm sao có thể giải thích được sự đa dạng về sự sống trên trái đất, và ông đã giữ vững quan điểm của mình. Thuyết tiến hóa của Darwin, đó là thuyết giải thích về sự thích nghi và biến đổi, một thuyết được coi là ý tưởng tuyệt vời nhất mọi thời đại. Nhưng ngay cả Darwin cũng tự nhận là công trình này vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều câu hỏi cần phải giải đáp, và câu hỏi lớn nhất là quá trình tiến hóa diễn ra như thế nào. Ông không hề biết về bất cứ cơ cấu nào của sự tiến hóa. Ông không biết sức mạnh nào thực tế đã làm thay đổi cách mà các loài xuất hiện. Nhưng ngày nay, chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi mà Darwin đã không trả lời được. Chúng ta có thể nhìn thấy bên trong của sự tiến hóa và biết được chính xác quá trình đó tác động đến sự tiến hóa như thế nào. Thật kỳ diệu, từ những quan điểm khoa học, chúng ta có thể hiểu được bản chất của sự đa dạng, và điều đó thật thú vị. Nó không chỉ làm sáng tỏ, mà còn giúp chúng ta thấy được sự kỳ diệu của tạo hóa. Đó là điều kỳ diệu của sự tiến hóa. Trải qua thời gian, từ một loài đã tạo ra rất nhiều loài. Một con cá cổ xưa có thể là tổ tiên của tất cả các loài động vật có bốn chi, thậm chí là cả chúng ta. Và một trong những loài đó đã phát triển bộ não để trở thành loài người, thống trị hành tinh này.
Đây chính là những công trình nghiên cứu nhằm tìm ra câu trả lời cho những điều mà Darwin chưa biết. Trở lại những gì mà Darwin đã thấy trong phôi rắn. Đó là những dấu hiệu chưa đầy đủ của chân. Điều đó khiến ông tin là rắn hẳn phải có mối liên hệ với các loài động vật có bốn chi. Trải qua nhiều năm, điều bí ẩn về việc chân bị mất đi cũng được tìm thấy ở những sinh vật khác như cá voi. Vây trước của chúng có đầy đủ các xương giống như của các sinh vật có tay, thậm chí có cả xương ngón tay. Trên cơ thể chúng có dấu vết của khung xương chậu. Rõ ràng, chúng có liên hệ với những loài động vật sống trên cạn. Thực tế, có rất nhiều loài sinh vật bò trườn trên mặt đất, giống như rắn, hay như những loài bơi trong nước như cá voi. Vì vậy, nếu như cần một cơ thể thuôn thẳng, chỉ cần bỏ hết những gì dính trên cơ thể, như các chi chẳng hạn. Giống như cá voi, lợn biển là một loài động vật có vú sống dưới nước. Và chúng cũng đã bị biến mất chân sau. Tại sao vậy? Darwin có thể không bao giờ trả lời được câu hỏi đó. Nhưng giờ đây, với những hiểu biết về ADN có thể bật và tắt, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự tiến hóa. Tại khu hồ ở British Columbia này, có một loài sinh vật dường như không có nguồn gốc ở đây. Đó là cá gai. Hầu hết cá gai sống ở đại dương. Nhưng khoảng 10.000 năm trước, một số con sống ở khu hồ tách biệt với Thái Bình Dương này. Trải qua thời gian, chúng đã thích nghi với môi trường. Cá gai đại dương có một cặp vây dưới bụng giống như những cái gai dùng để tự vệ. Những cái gai khiến chúng khó bị ăn thịt. Tuy nhiên, cá gai ở hồ đã bị mất những cái gai ở bụng. Điều đó khiến nhà nghiên cứu David Kingsley và đồng nghiệp là Don Slaughter rất ngạc nhiên. Để hiểu được những gì đằng sau nó, trước tiên họ phải nhận biết gen tạo ra gai của loài cá gai này. Đó là một trong những gen định hình nên cơ thể, và không nghi ngờ gì nữa, họ đã thấy nó cả ở cá gai đại dương lẫn cá gai sống trong hồ. Câu hỏi đặt ra là tại sao gen đó lại biến cá gai sống ở hồ không có gai ở bụng? Kingsley cảm thấy câu trả lời có thể ở công tắc gen. Chúng ta biết rằng những công tắc này tồn tại, nhưng khó có thể tìm thấy chúng. Chúng ta không có mã gen dọc theo các chuỗi ADN, nhưng đã có công tắc gen để có thể bật gen ở một vị trí nào đó. Thực tế, khi tìm kiếm trên những dải ADN không mã hóa thành protein, ông đã tìm thấy công tắc gen, một phần của ADN có thể làm biến đổi cá gai sống ở hồ. Sự biến đổi này có nghĩa là công tắc đã bị hỏng. Nó không thể bật công tắc gen tạo ra gai. Tuy nhiên, những nghiên cứu này còn vượt xa sự trông đợi. Họ đã biết được rằng có mối liên hệ giữa cá gai bị mất gai và các sinh vật khác như lợn biển đã bị mất chân sau, và họ đã có hai bằng chứng quan trọng. One.
Một là cùng một gen định hình cơ thể có chức năng tạo ra những chiếc gai ở cá gai cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chi sau. Bằng chứng thứ hai chưa chắc chắn. Đó là cá gai sống ở hồ có thể bị mất gai, nhưng tiến hóa đã để lại một số dấu vết. Đó là những dấu vết của xương, và chúng không cân xứng. Bên trái lớn hơn bên phải. Chúng tôi nghĩ không biết sẽ như thế nào nếu trên thực tế tình trạng không đều này là dấu hiệu của việc sử dụng cùng một loại gen để kiểm soát sự thoái hóa chi sau của những loài động vật khác nhau. Chính vì thế, Kingsley và nhóm của ông nghiên cứu loài lợn biển, tìm kiếm bản chất của sự không cân xứng này. Và họ đã tìm ra, trong khung xương của lợn biển, họ đã tìm thấy khung xương chậu có bên trái lớn hơn bên phải. Giờ đây, Kingsley và các đồng nghiệp đang tìm kiếm công tắc gen làm thoái hóa gai ở cá gai, xem có trong lợn biển không. Nếu họ tìm ra, họ có thể giải thích rõ ràng về những gì Darwin không giải thích được, tại sao loài lợn biển, cá voi và rắn lại bị mất chân. Nhưng điều đó lại làm nảy sinh một câu hỏi. Nếu như các công tắc gen đó đóng vai trò định hình các đặc điểm cơ thể khác nhau của động vật như đốm, trên cánh, gai, chân sau, thì điều gì đã khiến những công tắc này ở vị trí ban đầu? Các nhà nghiên cứu có thể tìm thấy câu trả lời ở các loài tương tự như các loài mà Darwin đã nghiên cứu, các loài họ chim sẻ. Arkad Abzhanov và Cliff Stabin đã dành nhiều năm để tìm hiểu tại sao các loài họ chim sẻ ở Galapagos lại có hình dáng mỏ khác nhau. Trước hết, họ bắt đầu nghiên cứu từ những gì Darwin đã nghiên cứu. Những chiếc mỏ đóng vai trò quan trọng trong sự sống còn của các loài chim này. Tại một hòn đảo nơi có nguồn thức ăn chính là hạt, các loài họ chim sẻ có mỏ ngắn dùng để mổ vỡ hạt. Tại hòn đảo có nguồn thức ăn chính là hoa, thì chúng có mỏ nhỏ và dài hơn để hút mật hoa. Họ còn tìm ra nhiều điều khác nữa, là các loài chim này sinh ra đã có mỏ hoàn chỉnh. Vì thế, câu trả lời cho câu hỏi tại sao chúng có hình dáng mỏ khác nhau chắc hẳn là ở một cái gì đó đã xảy ra ngay từ giai đoạn phôi thai trong trứng. Có một điều gì đó kỳ diệu xảy ra trong trứng. Các gen đã bật và tắt, phụ thuộc vào việc chúng bật tắt như thế nào mà mỏ của chúng được hình thành ra sao. Để tìm hiểu những gì đang diễn ra, các nhà nghiên cứu đã thu nhặt một số quả trứng. Con chim đó đang chuẩn bị đẻ trứng. Dường như nó đã sẵn sàng cho một lứa trứng mới. Abzhanov kiểm tra tổ chim và tìm thấy một quả trứng. Ông không lấy trứng bởi vì chim mẹ có thể sẽ bỏ tổ trứng đó. Một tổ khác đã có 3 quả trứng. Ông nhặt lấy một quả để nghiên cứu. Vì ông biết chim mẹ sẽ đẻ một quả khác thay thế. Trở lại phòng thí nghiệm, họ có thể bắt đầu quá trình nghiên cứu. Phôi của họ chim sẻ sống nhờ xương rồng có cái mỏ nhọn và dài. Mỏ nhọn và dài đang hình thành trong phôi thai của loài họ chim sẻ này. Những gì chúng tôi muốn làm là tìm hiểu về các gen có liên quan đến quá trình hình thành mỏ, tạo ra những cái mỏ to và dày hoàn toàn khác với những cái mỏ nhọn và mỏng. Họ tập trung vào một nhóm gen kiểm soát sự phát triển khuôn mặt chim. Trong quá trình quan sát, họ đã nhận thấy những điều kỳ diệu. Một gen định hình cơ thể bắt đầu kích hoạt ở loài họ chim sẻ.
có mỏ ngắn và dày vào ngày thứ năm. Nhưng nó không hề xảy ra đối với họ chim sẻ có mỏ dài và nhỏ trong suốt 24 giờ sau đó. Đó là một phát hiện quan trọng. Cùng một loại gen tạo ra mỏ của họ chim sẻ, nhưng đã có sự khác nhau ở thời gian và cường độ. Chúng tôi đã tìm ra, nó cùng là gen tạo ra mỏ nhọn hay mỏ dày, có thể làm vỡ hạt quả. Điều tạo ra sự khác biệt đó là gen được bật hay tắt như thế nào. Khám phá này chưa kết thúc ở đó. Có một điều gì đó đặc biệt ở gen này. Giống như các gen định hình cơ thể khác, thực tế, nó không tạo ra cơ thể. Nó không tạo ra sụn trong mỏ của các loài họ chim sẻ. Nó sẽ tác động vào công tắc và công tắc bật hay tắt để tạo ra mỏ. Đây là những kiểu gen khác nhau. Giờ đây các nhà khoa học nhận thấy rằng không phải tất cả các gen đều được tạo ra như nhau. Một số là để tạo nên cơ thể và các công tắc có nhiệm vụ bật hay tắt các gen này. Gen định hình cơ thể tác động vào những công tắc này, giống như ra lệnh cho các gen khác làm gì khi nào. Với sự dàn dựng lại, chúng ta có thể thấy trước được cơ thể động vật được hình thành như thế nào. Kiến thức này giúp chúng ta trả lời được câu hỏi hóc búa của Darwin về những bí ẩn của sự biến đổi. Trở lại ý tưởng của Darwin về cây phả hệ của sự sống mà tất cả các dạng sống có liên quan, rằng từ một tổ tiên chung, trải qua hàng tỷ năm, chúng đã thay đổi và đa dạng. Các sinh vật không còn như nhau nữa mà trở nên khác biệt. Các nhà khoa học đã tìm ra những mối liên hệ kỳ lạ rằng khủng long có cùng chung tổ tiên với loài chim. Và rằng cá có thể là tổ tiên của các sinh vật có bốn chi, thậm chí cả chúng ta. Đó có lẽ là ý tưởng gây tò mò nhất của Darwin. Có một vấn đề cần giải đáp là làm thế nào mà hai loài họ chim sẻ trở nên khác nhau? Mỏ của chúng được hình thành như thế nào? Đó mới chỉ là bước khởi đầu. Thế còn những sự khác biệt lớn thì sao? Sự khác biệt giữa loài cá đại dương với động vật trên cạn? Trải qua thời gian, những bằng chứng về sự thay đổi này đã được tìm ra. Chẳng hạn, chỉ một năm sau khi Darwin công bố cuốn sách Nguồn gốc của loài người, người ta đã khám phá ra hóa thạch của chim thủy tổ. Nó có đặc điểm của cả loài chim lẫn loài khủng long. Darwin cũng đã tìm hiểu những bằng chứng ở trong phôi. Những khe hở trong tai của các loài sinh vật sống trên cạn, thậm chí cả con người, đã trở thành xương tai trong. Nhưng ở cá, chúng lại trở thành mang. Điều đó chứng tỏ rằng động vật trên cạn hẳn phải là hậu duệ của động vật sống dưới nước. Nhưng làm thế nào mà cá có thể phát triển chân và đi được trên cạn? Darwin không biết tại sao, nhưng Nan Shubin có thể tìm ra câu trả lời. Darwin had no idea. But Neil Shubin, chúng ta có thể tưởng tượng. Đây là vây và bên kia là chi. Trông chúng rất khác nhau. Tôi nghĩ rằng vấn đề khoa học đầu tiên mà tôi đang nghiên cứu có thể đưa ra câu trả lời. Tôi đã thực hiện công việc này từ hơn 20 năm rồi. Giai đoạn đầu tiên trong công trình nghiên cứu của Shubin là tìm kiếm hóa thạch. Nếu như Darwin đúng, thì ở đâu đó sẽ có những dạng biến đổi, dạng hóa thạch, một phần là cá, một phần có chân. Nhưng tìm chúng ở đâu? But where to look?
Ông đã tìm được một bằng chứng. Hóa thạch cho thấy những sinh vật có chân này lần đầu xuất hiện khoảng 365 triệu năm trước. Trước đó, chỉ có cá mà thôi. Hàng năm, Chubin đều tới đảo Ellesmere, cách Bắc Cực vài trăm dặm. Tại đó, có loài cá từ thời kỳ chuyển tiếp. Những thước phim của các nhà khoa học cho thấy đây là một nơi rất hoang vắng. Khí hậu rất lạnh ngay cả vào mùa hè. Gió thổi mạnh có thể lên tới 50 dặm một giờ. Tại đó, có cả gấu Bắc Cực. Chúng tôi phải mang theo cả súng. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Mỗi một cuộc thám hiểm đều tốn kém, nhưng dường như họ vẫn chưa có kết quả. Tôi nhớ là đã có cuộc nói chuyện với đồng nghiệp rằng chúng tôi có nên tiếp tục đi không? Liệu có nên lãng phí tiền bạc không? Chúng tôi gần như không còn muốn đi tiếp nữa. Họ đã quyết định thử lại một lần nữa. Sau 3 ngày, họ vẫn chưa tìm được gì cả. Nhưng sau đó, khi không ai còn hy vọng nào nữa, thì một đồng nghiệp đang đập vỡ những khối đá. Trong khi đó, tôi ở cách đó vài mét. Tôi bỗng nghe thấy anh ấy hỏi, cái gì đây? Từ trong đá, chúng tôi thấy một cái mõm cá, một con cá có cái đầu bằng. Con cá này có niên đại khoảng 375 triệu năm tuổi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã tìm thấy những gì cần tìm. Một cái mõm bằng với đôi mắt hướng lên trên. Dấu hiệu cho thấy loài động vật này đã rời môi trường nước. Vì thế, nó cần phải có một cái gì đó, như tay chẳng hạn. Những gì chúng tôi làm lúc đó là nhảy lên chúc mừng. Bạn biết không, chỉ có 6 người chúng tôi với tâm trạng rất vui tại khu vực hoang vu đó. Trở về nhà, Chubin và các đồng nghiệp bắt tay vào công việc phân tích hóa thạch 375 triệu năm tuổi này. Họ đặt tên cho mẫu vật mới tìm được này là Titalic, một từ Inuit gọi tên loài cá nước ngọt. Titalic là một dạng chuyển tiếp hoàn hảo. Hầu hết cơ thể là của cá. Nó cũng có vảy. Nhưng nó cũng có bộ phận không giống của cá. Đó là vây giống tay. Cũng có thể là tay giống vây. Titalic có cấu trúc xương giống như xương chân và tay của động vật bốn chi. Một xương lớn phía trên, hai xương nhỏ bên dưới, hướng tới một cụm xương ở cổ tay và mắt cá chân. Cấu trúc đó cũng giống như ở xương cừu, chó chăn cừu, và cũng giống như xương của chính Chubin. Giờ bạn đã có một loài động vật là một thể nền, có thể sống được cả trên cạn lẫn dưới nước. Có một câu hỏi rõ ràng là tại sao Titalic liên quan đến cấu trúc mới này? Có thể tìm ra câu trả lời từ những hóa thạch khác tìm được gần đó. Có một loài cá săn mồi lớn, khoảng từ 3 đến 5 mét, sống bên cạnh Titalic. Titalic là con mồi. Để tồn tại, nó có một vài lựa chọn. Có thể lớn lên, có thể có vũ khí hay biến đổi. Nên Chubin cho rằng Titalic đã biến đổi. Với những cái vây giống như tay, nó có thể di chuyển tới những nơi an toàn trên cạn hay ở những chỗ nước nông. Nhưng đó mới chỉ là một phần câu trả lời.
Những gì chúng ta chưa biết là cấu trúc gen, công thức gen để tạo ra chi thay vì tạo ra vây. Vào khoảng 375 triệu năm trước, gen của Titalic đã biến mất từ lâu. Shubin cần đến họ hàng thân thiết của chúng, một loài cá còn sống. Những gì chúng tôi cần là sinh vật phía bên phải của cây tiến hóa, một loài cá có vây thịt. Vì thế, công trình nghiên cứu vẫn tiếp tục. Có một loài cá phù hợp với nghiên cứu, và Shubin thích nhất loài cá tầm thìa. Cá tầm thìa là một loài cá rất kỳ lạ. Chúng có cái mõm rất dài và chúng rất tham ăn. Chúng còn ăn thịt lẫn nhau. Nhiều trường hợp, một số con cá con trong đàn bị mất tích vì chúng ăn thịt lẫn nhau. Sống ở vùng nước nông của sông Mississippi, chúng được coi là hóa thạch sống. Các nhà khoa học đã dành nhiều năm nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài cá khác nhau. Và giờ đây, họ biết rằng cá tầm thìa là một trong những hậu duệ cuối cùng còn sống sót của loài cá Titalic, một thời sinh sống ở đây. Tuy nhiên, không giống Titalic, cá tầm thìa có số lượng rất nhiều. Cá tầm thìa là nguồn trứng cá quan trọng, nên chúng tôi có thể lấy cá từ các trang trại. Mặc dù Titalic đã tuyệt chủng, nhưng cá tầm thìa trông có vẻ còn nguyên thủy hơn. Vây của nó còn ít liên quan đến tay hay chân hơn cả cá Titalic. Và bởi vì chúng có liên quan, nên hai loài cá này chắc hẳn phải có cùng gen. Vì thế, Shubin bắt đầu nghiên cứu phôi của cá tầm thìa, đi tìm gen định hình vây. Và ông đã nhanh chóng tìm ra một nhóm gen định hình cơ thể, được gọi là gen Hox. Gen Hox có trong cơ thể của tất cả các loài động vật, từ giun nhung có niên đại 600 triệu năm trước cho đến con người hiện đại. Những gen này xác định đâu là ngực, đâu là lưng, đâu là đầu, đâu là chân. Thật kỳ lạ, ở động vật có bốn chi, ngay cả con người, có chung một gen tạo ra xương tay. Ở cá tầm thìa, một tập hợp gen Hox có vai trò định hình vây. Cũng có chung gen kiểm soát sự phát triển hai xương cẳng tay. Cuối cùng, cùng một loại gen với những mệnh lệnh khác nhau đã tạo ra những xương ở cuối vây. Cùng một chuỗi của cùng loại gen tạo ra ngón tay và chân của chúng ta. Đây là một phát hiện quan trọng. Nguồn gốc của các loài có tay và chân dường như không có sự đột biến lớn. Nếu như có cùng gen với loài Titalic, thì chắc hẳn nhiều gen giúp định hình chân tay đã có ở loài cá thời tiền sử. Tất cả những gì nó cần ở đây là vài sự biến đổi. Một vài sự thay đổi về thời điểm và lệnh bật tắt công tắc gen. Và như vậy, vây sẽ biến thành chi. Thông thường, nguồn gốc của toàn bộ các cấu trúc trong quá trình tiến hóa không liên quan đến nguồn gốc gen mới hay những công thức gen mới. Những gen cũ có thể tái cấu trúc để tạo nên những cái mới đầy kỳ diệu. Vì thế, giờ có thể trả lời được những gì mà Darwin chưa biết và có thể giải thích được rằng những sinh vật có bốn chi có thể là hậu duệ của loài cá.
Nhưng sau đó, Darwin đã đưa ra kết luận từ những bằng chứng về những khe rãnh giống như mang trong phôi người. Ngay sau khi Darwin từ chuyến hành trình trở về London, một con đười ươi có tên là Jenny được đưa ra triển lãm. Đây là một chú khỉ lớn đầu tiên được trưng bày trong cũi. Darwin đã tìm hiểu xem nó như thế nào, xem những hành vi như trẻ con của nó ra sao. Ông đã thấy rất nhiều hành vi như con người ở loài động vật này. Khi Darwin gợi ý là con người chắc hẳn là hậu duệ của loài khỉ, ông bị chỉ trích nghiêm khắc. Ông bị tấn công bởi những người có niềm tin rằng con người được Chúa Trời ưu ái tạo ra vượt trội hơn các loài khác. Nhưng ngày nay, ý tưởng con người có nguồn gốc từ loài khỉ đã hoàn toàn được chấp nhận. Thế nhưng, từ kết quả về việc sắp xếp bộ gen của con người và khỉ, chúng ta lại đứng trước một câu hỏi lớn. Katia Pollard là một chuyên gia về ADN của tinh tinh. Với những khác biệt rõ ràng giữa con người và tinh tinh, bạn có thể mong rằng ADN của chúng ta sẽ khác của tinh tinh. Nhưng thực tế, hơn 99% là tương đồng. Chỉ có 1% ADN của người và tinh tinh là khác nhau. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Làm sao những sinh vật khác nhau lại có mối liên hệ với nhau? Tại sao những sinh vật khác nhau lại có quan hệ với nhau? Đó dường như là những điều Darwin chưa biết. Nhưng dần dần, các nhà khoa học bắt đầu tìm ra câu trả lời. Một câu trả lời bắt đầu từ bên trong một bộ phận của con người, đó là tay. Tay của con người thật kỳ diệu, rất nhanh nhẹn, khéo léo, không có gì trong tự nhiên giống như nó. Nó đem lại cho con người sức mạnh, trong đó phải kể đến ngón tay cái. Một trong những đặc điểm của tay là khả năng cầm nắm. Nó giúp chúng ta cầm nắm đồ vật một cách chính xác. Sức mạnh của sự cầm nắm là khả năng giúp chúng ta có thêm nhiều sức mạnh. Vì thế, nếu bạn đang cầm quả bóng, bạn đang nắm chặt nó, và bạn có thể truyền sức mạnh vào đó. Sức mạnh đó có thể ném quả bóng đi xa. Tìm hiểu tại sao chúng ta có khả năng đó so sánh với người họ hàng gần nhất, đó là nhiệm vụ của Jim Noonan từ trường đại học tổng hợp Yale. Ông bắt đầu từ 1% ADN khác biệt quan trọng giữa người và tinh tinh. Đó là một câu hỏi cơ bản. Điều gì khiến chúng ta là chúng ta? Và một câu hỏi rất quan trọng. Đó là điều gì khiến chúng ta trở thành con người? Đây là một công việc lâu dài. 1% có vẻ không nhiều, nhưng nó bao gồm khoảng 30 triệu ký tự của ADN như A, T, C và G. Bộ gen là vấn đề lớn. Nếu chỉ nhìn vào chuỗi gen thì sẽ chẳng nói lên điều gì, cái gì là quan trọng, cái gì không. Nhưng thực tế, trong ADN của người, trong một chuỗi có 13 chỗ khác biệt nếu so sánh với ADN của tinh tinh. Vấn đề là không biết thực tế mẩu ADN nào thực hiện điều đó. Để tìm hiểu, ông cho nó vào phôi của chuột nhằm tác động đến ADN để dễ quan sát. Ông gắn nó với một gen khác có màu xanh nước biển. Bằng cách đó, ông có thể thấy gen hoạt động trong phôi. Trong khi phôi phát triển, mẩu ADN dường như hoạt động ở khắp nơi. Và đặc biệt, nó hoạt động mạnh trong khi tay phát triển.
Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời. Những gì Noonan thấy là ADN của người hoạt động trong ngón chân của phôi chuột. Dường như Noonan đã tìm ra công tắc giúp định hình ngón tay cái của người. Một phần trong tay mang lại cho ta sức mạnh và sự chính xác. Đó là sức mạnh và sự chính xác giúp chúng ta cầm bút vẽ, sử dụng công cụ. Lái máy bay, ghi lại những suy nghĩ, tất cả những gì khác biệt với loài khỉ. Tất nhiên có tay là một chuyện, bạn còn cần phải biết sử dụng nó. Để làm điều đó, bạn cần một cơ quan khác, đó là bộ não. Bộ não người khá lớn. Não người lớn gấp 3 lần tinh tinh và có cấu trúc khác. Cơ quan này là trung tâm đầu não, giúp chúng ta hiểu tại sao chúng ta là chúng ta. Đó là điều gì đó mà chính Darwin đã không giải thích được. Đó là lý do vì sao nhiều vấn đề về nguồn gốc của loài người mà ông chưa giải thích được. Nhưng giờ đây, một phần câu trả lời tại sao chúng ta có bộ não kỳ diệu như vậy đã được giải đáp. Hansel Stedman là một vận động viên và là một bác sĩ. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng ông có thể đưa ra câu trả lời cho những điều bí ẩn của sự tiến hóa. Ông đã cống hiến cuộc đời mình để chữa trị chứng bệnh teo cơ, một bệnh thoái hóa nghiêm trọng. Tôi đến với việc điều trị bệnh teo cơ như một định mệnh. Em trai và anh trai tôi đều bị chứng bệnh teo cơ. Bệnh teo cơ là một căn bệnh về gen. Nó bị đột biến trong gen, khiến cho cơ mất khả năng tự sửa chữa. Việc làm cơ bản ở đây rất khó khăn, đó là đưa vào khoảng vài nghìn tế bào cơ. Chúng sẽ tự tái sinh. Nếu mọi việc tốt đẹp, đến sáng hôm sau, khi tôi đến, kết quả sẽ khả quan. Những nơi nào bị teo cơ là những nơi mà quá trình gây tổn thương tăng lên. Quá trình đó xảy ra nhanh hơn khả năng tự phục hồi của cơ thể. Trong quá trình tìm cách chữa bệnh, Stedman đã nghiên cứu hàng trăm gen kiểm soát sự phát triển của cơ. Vì vậy, khi có dự án nghiên cứu bộ gen người, ông càng có thêm nhiều cơ hội. Khi dự án nghiên cứu bộ gen người tiến triển tốt, tôi biết rằng đó là những gì tôi cần tìm kiếm. Stedman săn tìm những gen tạo cơ mới. Và như vậy, khi bộ gen người được sắp xếp theo trình tự, ông bắt đầu phân tích hàng núi số liệu. Và ông đã tìm thấy những gì ông muốn. Gen tạo ra cơ mà trước đây chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều mới lạ về gen này. Nó trông không giống như những gen tạo cơ khác. Hai ký tự đã bị biến mất. Gen này có thể gây nên bệnh teo cơ. Rõ ràng là trước đây, nếu bạn bị đột biến kiểu này, bạn sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng về cơ. Ở đây lại có vấn đề đặt ra. Tại sao con người lại mang gen đã bị đột biến? Có lẽ đơn giản là bị lỗi thông tin. Stedman quyết định nghiên cứu sâu hơn về cơ thể con người.
Về cơ bản, chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm trên chính chúng ta. Bạn có thể lấy mẫu thí nghiệm từ cơ thể của bạn để nghiên cứu ADN. Thật thú vị, ông cũng đã tìm thấy gen bị đột biến như vậy trong cơ thể mình. Tôi đã nhìn thấy nó trong ADN của mình. Điều đó có nghĩa là có căn bệnh về cơ ở đâu đó, căn bệnh về cơ mà tôi chưa biết. Tôi nghĩ rằng nên kiểm tra gen của cả những thành viên khác trong phòng thí nghiệm. Một vài mẫu thử khác. Đến cuối ngày, chúng tôi phát hiện ra là mỗi người đều có sự đột biến như vậy trong ADN ở cùng một vị trí. Đây là một điều bí ẩn thực sự. Dường như gen tạo cơ đặc biệt này có chung ở người. Nhưng có một điều đặc biệt là ông cũng phát hiện ra cùng gen đó ở khỉ. Dường như nó giống những gen tạo cơ khác. Tại sao lại có sự khác biệt? Điều gì đã xảy ra ở gen này khiến một loài bị đột biến mà loài khác thì không? Stedman bắt đầu nghiên cứu vai trò của gen này ở khỉ. Ông nhận thấy nó tạo ra một dạng cơ đặc biệt, cơ để nhai. Thực tế là cơ được sử dụng để ngậm chặt hàm. Ở người, sự đột biến đó có nghĩa là chúng ta nhai yếu hơn khỉ. Điều đó thật thú vị. Nhưng những gì Stedman muốn tìm hiểu tiếp có thể gây nhiều tranh cãi. Ông đưa ra mối liên kết trực tiếp giữa lực cơ hàm với sự tiến hóa của não bộ con người. Suy nghĩ của Stedman như sau. Xương sọ của khỉ và người được ghép bởi những mảng xương độc lập. Chúng giúp đầu chúng ta to ra khi lớn lên. Cơ hàm giúp kéo những mảng đó gắn vào nhau. Và ở khỉ, lực đó rất lớn. Vì thế ở khỉ đột, có cơ cùng kích cỡ cơ bắp đùi của người cần phải có một lực rất lớn để kéo xương hàm ra trước và sau. Chúng ta không nói đến cơ hai đầu, cơ ba đầu, mà ở đây chúng ta nói đến cơ bốn đầu. Đây là một loại cơ khỏe, giúp cho hàm ngậm chặt lại được. Stedman cho rằng tất cả sức mạnh của cơ này khiến cho các mảng sọ của khỉ bị bó chặt vào nhau trong giai đoạn phát triển. Điều đó khiến cho kích cỡ của não không phát triển như ở người. Ở tinh tinh, khỉ đột hay đười ươi, quá trình phát triển của các mảng xương này dừng lại khi được 3 hay 4 năm tuổi. Ở người, chúng tiếp tục phát triển đến tuổi 30. Stedman tin rằng đó là chìa khóa. Một sự biến đổi ở cơ hàm cho phép hộp sọ con người tiếp tục phát triển đến tuổi trưởng thành, khiến cho hộp chứa não lớn hơn, giúp cho cơ quan quan trọng nhất của con người tiếp tục phát triển. Thật kỳ diệu, tôi nghĩ rằng một kiểu biến đổi cơ nào đó có thể là một dấu hiệu trong quá trình tiến hóa, giúp chúng ta khác biệt với các loài khác. Đó có thể là điều khiến chúng ta trở nên như ngày nay. Tuy nhiên, khoang chứa não rộng chỉ là một khía cạnh. Điều gì cần thiết cho sự phát triển đó? Đó là câu hỏi mà Chris Wall đang tìm kiếm câu trả lời. Katie Pollard is a biostatistician.
Cô cũng là một nhà khoa học, luôn muốn tìm hiểu những điều mà Darwin chưa biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại nghiên cứu sự tiến hóa. Tôi là một nhà thần kinh học, luôn quan tâm đến não bộ và những đứa trẻ có vấn đề về não. Pollard đã xây dựng một chương trình máy tính. Nó được tạo ra để làm nổi bật ADN. Nó cũng tương tự như ở khỉ và các động vật khác, nhưng có sự khác biệt ở người. Trong số 15 triệu ký tự khiến con người khác với loài tinh tinh, chúng tôi cần phải chỉ ra ký tự nào quan trọng nhất. Và như vậy, chúng tôi sử dụng kỹ thuật để tìm ra những khác biệt giữa người với tinh tinh. Đó là một kỳ công lớn trong việc nắm bắt các con số. Khi Pollard tìm kiếm trong các chuỗi ADN của cả người và tinh tinh, bạn phải lấy nhiều ổ cứng máy tính và gắn kết chúng với nhau. Chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ mà một máy tính để bàn phải mất 35 năm để thực hiện trong vòng một buổi chiều. Cuối buổi chiều đó, họ lại phải ghép nối tất cả những sự khác nhau giữa con người và tinh tinh. Điều quan trọng là nhiều sự khác biệt đó không hẳn là gen mà là những công tắc. Hóa ra, những điều cốt lõi không phải là gen, mà là công tắc gen. Thực tế là những mẫu ADN mà chúng ta gọi là công tắc. Chúng là những mẫu ADN có nhiệm vụ bật hoặc tắt gen gần đó để truyền tải thông điệp hoạt động cho những tế bào trong cơ thể, cho những mô vào một thời điểm nào đó, ở một mức độ nào đó. Và còn có những điều thú vị hơn cả những công tắc đó. Một số lượng lớn trong số chúng, hơn một nửa, gen bên cạnh đó có liên quan đến não bộ. Trong công trình của Pollard, có một mẫu ADN đặc biệt. Đó là mẫu ADN kích hoạt sự phát triển của một trong những phần quan trọng trong não người, trong quá trình phôi thai, đó là vỏ não. Vỏ não là lớp vỏ bên ngoài não. Nó rất quan trọng trong việc hình thành khả năng ngôn ngữ, âm nhạc và toán học của con người. Khi cô quan sát ADN ở tinh tinh và so sánh nó với cùng loại ADN ở gà, chỉ có sự khác nhau ở hai ký tự. Nhưng ở người, có sự khác nhau ở 18 ký tự. Đó là một sự biến đổi lớn. Đó dường như là giây phút tìm ra điều gì đó trong khoa học. Vì thế ở đây, chúng ta thấy có một bằng chứng cho thấy ADN có thể tạo nên sự khác biệt ở người. Giờ chúng ta đã biết rằng ADN hoạt động theo nhiều cách khác nhau, thông qua gen để hình thành nên cơ thể, thông qua các công tắc để bật hay tắt những gen đó, và thông qua chuỗi ADN để tác động vào các công tắc đó. Tất cả những cái đó kết hợp lại theo cách của chúng ta, để cuối cùng chúng ta có thể hiểu được những sự khác biệt nhỏ ở ADN có thể tạo ra sự thay đổi lớn như thế nào. Về cơ bản, bạn có thể tạo nên sự thay đổi lớn chỉ nhờ sự thay đổi các công tắc. Vì thế, một sự thay đổi nhỏ, một cặp ký tự ADN có thể tạo nên một sự thay đổi lớn. Và như vậy, câu hỏi cuối cùng của Darwin, tại sao con người có thể có họ hàng gần gũi với loài khỉ mà lại có sự khác biệt như vậy, đang được trả lời. Một trăm năm mươi năm sau khi Darwin lần đầu tiên đưa ra thuyết tiến hóa nhằm giải thích sự đa dạng của sự sống, các nhà khoa học đã tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu công trình của ông, và họ đã có những khám phá kỳ diệu.
Tôi nghĩ rằng nếu Darwin có mặt ở đây hôm nay, ông ấy sẽ rất vui khi biết được thuyết của ông ấy đã được nghiên cứu như thế nào. Những gì chúng ta thấy ở đây, một mặt có thể khiến ông ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ông cảm thấy hài lòng, bởi vì những gì chúng ta đang nghiên cứu đã khẳng định giá trị những điều ông đã công bố. Tôi nghĩ rằng Darwin là một nhà khoa học vĩ đại, đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ông là người kết luận về sự tiến hóa, mà ngược lại, ông là sự khởi đầu. Ông đã đưa ra những điểm chính. Còn chúng ta khám phá ra nhiều điều hơn những gì ông có thể tưởng tượng ra. Để kỷ niệm ngày sinh của ông, cũng như công trình nghiên cứu bất hủ của ông, chúng ta còn cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về những dạng sống vô tận của tự nhiên. Trong suốt quá trình phát triển tiến hóa, dường như chúng ta vẫn luôn muốn tiếp tục nghiên cứu nhằm hiểu rõ mình hơn.